Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt tăng mạnh ở cả ba miền, có nơi tăng tới 5.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Giá lợn hơi tăng mạnh khiến cho người chăn nuôi rất phấn khởi. Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua tăng từ 1.000 tới 5.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hưng Yên, giá trong khoảng từ 51 tới 58.000 đồng một kg tùy địa phương, sau khi tăng 1.000 tới 3.000 đồng một kg. Lào Cai, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng tăng 5.000 đồng một kg lên mức 55 và 57.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường lợn hơi tăng từ 1.000 đồng tới 4.000 đồng một kg. Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình lần lượt tăng 1.000 tới 2.000 đồng một kg lên mức 51.000 tới 53.000 đồng một kg. Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận cùng mức giá 54.000 đồng một kg sau khi tăng từ 3.000 tới 4.000 đồng một kg. Tại miền Nam, một số địa phương chứng kiến giá thu mua tăng cao nhất 5.000 đồng một kg. Các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng đang thu mua trong khoảng 51 tới 55.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng một kg. Tương tự, Bình Phước, Đồng Nai và An Giang lần lượt tăng 4.000 tới 5.000 đồng một kg, giao dịch trong khoảng giá 53 tới 56.000 đồng một kg. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang đẩy mạnh thu mua cá tra nguyên liệu để chế biến xuất khẩu và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2022. Hiện giá cá tra tăng khoảng 500 đồng một kg so với tháng trước và giúp người nuôi có lãi. Tại đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh có diện tích nuôi cá tra lớn như An Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ đang bước vào đợt thu hoạch để phục vụ cho thị trường xuất khẩu cuối năm. Hiện giá cá tra nguyên liệu dao động từ 23.000 đồng tới 23.500 đồng một kg, kích cỡ cá từ 900 g tới 1,2 kg một con, tăng khoảng 500 đồng một kg so với tháng trước, giúp người nuôi có lãi. Nguyên nhân khiến giá cá tra nguyên liệu tăng nhẹ hơn so với tháng trước được xác định là do thị trường tiêu thụ mặt hàng này có những tín hiệu khởi sắc trở lại. Trong đó, các thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU, Đông Nam Á bắt đầu có nhiều đơn đặt hàng nhiều hơn cho các doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát, xuất khẩu cá tra hoạt động ổn định, nên lượng hàng hóa tại các doanh nghiệp chế biến cá tra tiêu thụ mạnh trở lại. Năm 2021, Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, mà không phải là Trung Quốc như những năm trước. Đây là thị trường khổng lồ và sức tiêu thụ các loại nông sản rất lớn. Do đó, nông sản Việt Nam dự báo là sẽ có nhiều cơ hội tấn công vào thị trường này. Trong 11 tháng năm 2021, Hoa Kỳ tiếp tục trở thành thị trường nhập khẩu nông sản Việt Nam lớn nhất với giá trị đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nước ta đang là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 vào Mỹ tính về lượng và đứng số 1 về xuất khẩu hạt tiêu vào Mỹ. Mặc dù Việt Nam được coi là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, tuy nhiên tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản chỉ chiếm khoảng 1-2% giá trị nhập khẩu nông sản của Hoa Kỳ, nên có thể thấy dư địa xuất khẩu còn rất nhiều. Điều quan trọng là chúng ta có khả năng đáp ứng được hay không. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, EU hiện là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 23% tổng lượng và 22% tổng trị giá xuất khẩu toàn ngành. Ước tính xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường EU trong năm 2021 đạt 135.000 tấn, trị giá 816 triệu đô la Mỹ, tăng 16,5% về lượng và tăng 7,9% về giá trị so với năm 2020. Cục Xuất nhập khẩu nhận định xuất khẩu hạt điều sang EU năm 2022 được kỳ vọng sẽ đạt trên 155.000 tấn, tăng khoảng 15% về lượng và đạt 900 triệu đô la Mỹ, tăng 10% về trị giá so với năm 2021. Trong phần tiếp theo của chương trình, hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa năm tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh mở ra triển vọng hợp tác giữa các doanh nghiệp với nông dân trong việc tiêu thụ hàng hóa nông sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Núi lửa phun trào kéo theo sóng thần khiến một số khu vực ở Tonga gần như biến thành tro bụi. Hồng Kông, Trung Quốc yêu cầu người nuôi chuột hamster giao nộp khoảng 2.000 con để tiêu hủy sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 tại một cửa hàng thú cưng. Thưa quý vị, lên Lạng Sơn những ngày giáp Tết này, đâu đâu cũng thấy nông sản nhiều nhất là dưa hấu, mít, thái, xoài, dứa. Đây đều là những loại quả ngon nhất được chọn để bán sang thị trường Trung Quốc, nhưng bị ách tắc suốt hơn một tháng qua. Đến giờ vẫn chưa được thông quan.
Điều đáng nói là những qua quả này đang bị các lái xe chủ hàng đổ bỏ một lượng rất lớn vì hư hỏng. Phóng viên của VTC16 đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận câu chuyện này. Trên tuyến đường lên cửa khẩu Lạng Sơn những ngày giáp Tết, hàng chục, hàng trăm kg xoài bị vứt không thương tiếc. Thế nhưng, đây mới chỉ là một phần trong số hàng chục tấn xoài loại 1 được người dân mang từ Đồng Tháp xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không thông quan, rất có thể vài ngày nữa, tất cả công xoài này của chị Thủy sẽ phải đổ bỏ hết. Đồng nghĩa, chị sẽ mất trắng cả 100 triệu đồng. Xoài rất ngon nhá. Đây này, mang đi nếu mà xuất khẩu đi nước ngoài thì là 30-35 nghìn. Đến bây giờ là hàng hỏng rồi, mang về cho bà con không ăn được đây, chúng tôi phải đổ đi. Không chỉ có xoài mà còn rất nhiều nông sản khác như dưa hấu, dứa, mít thái, sầu riêng cũng đang trong tình cảnh tương tự. Dù biết số quả trong container đã sắp hỏng, nhưng hợp đồng thì đã ký, tiền cọc mới được Trung Quốc trả một phần. Những chủ hàng Việt Nam cũng chẳng thể bán. Không phải là không bán mà là những người lái, những chủ hàng là Trung Quốc nó không cho bán. Tiền bỏ ra nhưng bây giờ là không bán được, mang đi đổ đi. Không biết là để bà con nông dân Việt Nam ta sống như nào trong những cái ngày cuối năm này. Như đánh bạc, nếu buôn với Trung Quốc là như đánh bạc. Tính đến sáng nay, theo thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tại các cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc ở 3 tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh vẫn còn tồn đọng hơn 3.000 xe nông sản chưa thể thông quan. Nhiều container bị ùn ứ ở cửa khẩu được các chủ hàng Việt Nam tự hủy. Mặt khác, một số trường hợp chủ hàng còn bùng cả tiền cước của lái xe. Họ cũng chỉ còn cách chờ đợi Trung Quốc thông quan để lấy lại tiền hàng, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu gì từ nước bạn. Với câu chuyện hàng trăm ngàn tấn nông sản bị đổ bỏ ở cửa khẩu và vấn đề xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn trong chương trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề Về quê ăn Tết, chuyện kể từ biên giới tới nông thôn, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC16 từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút sáng ngày mai. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, nhiều năm liền đem lại giá trị xuất khẩu cao nhất trong các loại trái cây của Việt Nam với khoảng 1 tỷ đô la Mỹ một năm, song gần đây thanh long liên tục gặp khó về đầu ra. Không thể xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc, người trồng thanh long và doanh nghiệp lập tức lao đao. Những ngày qua thì các tập đoàn bán lẻ đã cùng vào cuộc hỗ trợ người nông dân tiêu thụ thanh long trong dịp Tết Nguyên Đán này, thế nhưng số lượng rất ít ỏi so với sản lượng đang thu hoạch. Theo các chuyên gia kinh tế thì sai lầm của các doanh nghiệp và người trồng thanh long là chỉ đi một chân, tức là chỉ chú trọng xuất khẩu sang Trung Quốc mà quên mất các thị trường tiềm năng khác và 98 triệu người tiêu dùng của Việt Nam. Trong tổng số thanh long được xuất khẩu, có tới 90% lượng thanh long được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhu cầu tiêu thụ thanh long tại quốc gia tỷ dân này rất lớn, nhưng mỗi lần Trung Quốc thay đổi chính sách kiểm dịch thực vật thì nông sản lại bị ùn ứ, trong đó có trái thanh long. Chúng ta phải đồng bộ các vấn đề. Ngay từ khi sản xuất, chúng ta đã đặt vấn đề về quy hoạch, về sản lượng, về đầu ra của thị trường, tức là sản xuất theo nhu cầu thị trường. Cái thứ hai là phải có những cái chuỗi cung ứng rõ ràng, ai tiêu thụ giá nào, thời điểm nào. Cái thứ ba là các hệ thống về kiểm dịch, phải không ạ? Kiểm dịch động thực vật, các hiệp định giữa hai nước, giữa các cái tỉnh biên giới, nó phải rõ ràng, minh bạch. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh mở rộng diện tích thanh long để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Năm 2018, Trung Quốc chỉ có 10.000 ha, nhưng năm 2021, diện tích thanh long tại Trung Quốc đã được mở rộng lên tới 55.000 ha. Mỗi một năm, có khả năng Trung Quốc sẽ tăng thêm 10% diện tích. Lúc đó, áp lực cạnh tranh của thanh long Việt với thanh long nội địa của Trung Quốc sẽ rất lớn. Ví dụ như là cách đây thập niên 1900, chúng ta xuất rất nhiều thanh long qua Đài Loan. Nhưng mà sau khi Đài Loan khoảng năm 2000 trở đi, Đài Loan đã họ đã tăng cái diện tích trồng thanh long lên. Thì kết quả là năm 2009 họ không nhập thanh long của mình nữa. Trung Quốc ngày càng có những yêu cầu cao về nông sản nhập khẩu vào quốc gia này. Chính vì vậy, người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu cần xác định nâng cao năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn là vấn đề quan trọng số 1 hiện nay. Đồng thời phải thay đổi tư duy quá phụ thuộc vào một thị trường sang tư duy đa dạng thị trường, tăng cường chế biến trái thanh long để giảm bớt áp lực tiêu thụ thanh long tươi. Phải hỗ trợ nông dân, hỗ trợ các doanh nghiệp vào cuộc vấn đề này. Chúng ta càng chế biến nhiều hơn, vừa tạo giá trị gia tăng mà giảm bớt cái tiêu thụ tươi vì khó bảo quản.
Theo thống kê của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay cả nước có gần 66.000 ha thanh long, sản lượng mỗi năm đạt tới gần 1,4 triệu tấn. Ngoài thị trường Trung Quốc, thanh long còn rất nhiều cơ hội thâm nhập vào các thị trường chất lượng cao, giá cao như Nhật Bản, Mỹ, Australia, New Zealand, Ấn Độ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sản phẩm phải đáp ứng được tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã, an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt của nước nhập khẩu. Như vậy, để trái thanh long không rơi vào cảnh cung vượt cầu thì ngoài việc đáp ứng các yêu cầu mà phía Trung Quốc đưa ra, người sản xuất thanh long cần sản xuất theo một quy chuẩn nâng cao chất lượng đáp ứng được yêu cầu của các nhà nhập khẩu khác. Vấn đề này cũng sẽ được kênh VTC 16 bàn luận sâu hơn cùng với các vị khách mời trong chương trình Đối thoại chính sách tâm nông phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu hàng hóa tại thị trường nội địa tăng cao, trong khi sản lượng lớn nông sản đến vụ thu hoạch, các doanh nghiệp nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long đang tận dụng thị trường trong nước để tăng cường tiêu thụ nội địa. Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa 5 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh vừa được mở ra những cơ hội mới, triển vọng hợp tác giữa các doanh nghiệp với người nông dân để tiêu thụ hàng hóa, xúc tiến thương mại nông sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Là đơn vị chuyên cung ứng mặn cho hệ thống Bách Hóa Xanh và các nhà bán lẻ trong cả nước, doanh nghiệp này vẫn sống khỏe trong mùa dịch nhờ tính ổn định của thị trường nội địa. Với 4 cơ sở ở Đồng Tháp, Cần Thơ, mỗi năm công ty thu mua từ 5.000 đến 6.000 tấn mặn và các loại trái cây khác như măng cụt, cam xoàn. Bao tiêu đầu ra cho nông dân, thời điểm sản lượng trái cây tăng cao, công ty cũng xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược của công ty là không phụ thuộc vào thị trường nào. Trước là xuất khẩu, từ khi mà Trung Quốc nó không có đưa cái nông sản đại khái là cái trái cây là trái mặn qua nè, là vô chính ngạch xây ngang là anh lo tiêu thụ trong nước, anh phải tìm đầu ra trong nước, tự mình đi kiếm khách hàng. Được nhiều cái mối như vậy đó thì mình mới tiêu thụ hết ba cái nông sản cho nông dân được, để cho người ta yên tâm người ta sản xuất. Trên thực tế, thời gian qua, thị trường nội địa chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các mặt hàng đều hướng đến xuất khẩu. Tuy nhiên, khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thì nông sản lập tức bị ùn ứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đến bà con nông dân trong khu vực. Đây là thực trạng chung của hầu hết các loại nông sản của các tỉnh nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Để giải quyết thực trạng này, rất cần tiếng nói chung từ các đơn vị cung cấp, phân phối và tiêu thụ, nhất là các đối tác tiêu thụ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước giờ là mình tập trung vào thị trường xuất khẩu nó nhiều hơn, nhưng mà với tình hình hiện tại mình sẽ quay về tập trung về cái mảng nội địa nhiều hơn một chút. Cái ấn tượng của một cái doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khi về Đồng Tháp lần này nó không mang về một cái sản phẩm đặc biệt nào hết, mà nó đang mang cả một cái thị trường Đồng Tháp rất là lớn, làm cho cái doanh nghiệp của Hồ Chí Minh càng ngày họ càng ấn tượng rất nhiều về của 13 tỉnh miền Tây, đặc biệt là Đồng Tháp. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mối liên hệ không thể tách rời, có tác động cộng hưởng và còn rất nhiều lợi thế chưa được khai thác hết tiềm năng. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là kênh phân phối chưa được khai thác liên kết để hợp tác cùng nhau phát triển. Đó là bài học cụ thể mà qua đợt dịch lần thứ tư, Đồng Tháp cũng như các tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau nhận thấy. Chúng ta không làm chung chung mà đi vào cụ thể từng doanh nghiệp, từng mặt hàng để đáp ứng nhu cầu. Như phát biểu của tôi nói thì tôi yêu cầu là các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngoài những danh mục mà danh sách của Đồng Tháp cung cấp đó thì yêu cầu Đồng Tháp theo đơn đặt hàng. Muốn nhu cầu như thế nào thì Đồng Tháp sẽ đáp ứng theo nhu cầu đó. Dù được tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản trái cây mỗi ngày, thế nhưng theo các chợ đầu mối lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như Thủ Đức, Bình Điền thì nông sản lên chợ chủ yếu là chưa qua sơ chế, từ đó đã gián tiếp ảnh hưởng đến giá trị và khó bảo quản. Do vậy, một vấn đề quan trọng hiện nay là sự hợp tác khép kín để xây dựng thành mô hình điểm chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ cho từng loại nông sản, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị cụ thể.